này là mình đang rửa nước cất. Nước cất vô trùng. Tức là cái giai đoạn này là rửa sạch mẫu để cấy. Lần này đã được bao nhiêu nước rồi? Xong rồi mình cứ để đây không sao, khi nào mình cấy cũng được. Mẫu mình an toàn rồi ha. Nó bị da ven nó ăn vô hai cái đầu nó là trắng bóc nè, mình phải cắt bỏ nó ra mới được. Nếu mà không lấy thì lại bị nhiễm màu vàng sinh tồn. Tất cả mình đều làm còn hết, ở kinh nghiệm là ha. Bây giờ ví dụ mình xịt còn vô vậy, mình phải để khô, như gần lửa quá nó táp vô tay nóng ngó người thì quản hòn quá rồi quơ đổ đồ đạc thì cũng phải bị còn làm cháy lông vài lần, lông vài lần có mùi khét rồi cũng kinh nghiệm thôi. Có người là hoảng hồn xong rồi quơ đổ đồ đạc, mà quơ cái chai còn nó đổ ra rồi nó tràn ra người rồi dính trong áo. Nên là cái này phải rồi bỏng tùm lum ra. Mà cái còn trái không thấy đường để dập, còn nó lửa không thấy đường. Lửa xanh. Nhiều khi mình thấy nó nóng vậy đó nhưng mà không thấy lửa. Rồi giúp. Rồi vô đây nè, rồi xong rồi vô đây. Đây là trà cái tay rồi đợi nó khô, đừng có đưa sát càng còn quá bỏng. Ta còn 70 độ vẫn cháy. Dạ. Rồi bắt đầu mình đổ nước ra. Đấy, bây giờ khoan để tôi chỉ ha. Giờ mình cầm rồi mình hạ cái tay này xuống, tức là mình tránh những cái nguồn nhiễm vô cái miệng của nó, rồi cứ đổ từ từ ra, không cần tẩy nắp cũng được, đổ ra đó, thấy chưa, nó vẫn nằm, không cần lấy nắp ra lại, cứ nghiêng đã đi không sao đó, được chưa, cứ từ từ rồi xong rồi đổ nước chưa, mình có thể để nắp xuống lấy nước của bạn này còn được không? Đúng rồi, được, còn nước vô đâu, dở cái nắp ra luôn đi, mình cứ đẩy tới đây luôn không cần. Rồi khi mà mình đổ thì mình dơ cao miệng, tránh tiếp xúc trực tiếp ha, hạn chế tối đa, rồi mình hết cái đó rồi, cái này xong rồi mình đưa ra ngoài rồi. Có nghĩa là gì, đây là cái mình cần vô trùng, bạn mình hạn chế đưa cái tay của mình lên cái khu vực đó, tại vì tay mình sẽ rớt bào tử, tay mình là không bao giờ sạch ha, nó lúc nào mình cũng hạn chế tránh trực tiếp lên trong đó, để cái nắp nó qua bên này. Không cần. Chẳng lẽ là nãy phải lột cái này ra trước để cái chai không. Ở rồi nó búng thùng bốc. Bạn nào đang ngâm ra ven cái này chết rồi. Quá giờ. Còn ai hết? Đủ giờ chưa? Đủ giờ chưa? Rồi bạn này làm đi rồi đổ ra bên ra hết, xong rồi mình hạ rửa, tại vì mình ngâm trong đó là chết mẫu của mình nên mình giờ mình ưu tiên là mình đổ ra. Giống như giờ là gọi là cấp cứu, ung ứ. Hiện tượng ung ứ xe cộ. Ưu tiên lên cho đi trước. Cái đủ đó hết để mình kiểm tra có bị nhiễm hay không, mở nắp môi trường không, để đó mình giống như mình thao tác đó, sau đó mình đậy lại cho mình để như là coi nó bị nhiễm không, nếu không bị nhiễm là tủ bình an toàn để làm việc, còn chưa kiểm tra mà không được vô trong đó là nhiễm không, tại này đã được kiểm tra rồi.
cái cách kiểm tra tủ là mình đổ thạch ra đĩa. Nhưng mà anh có môi trường này thay anh để mẫu vô, nhưng mà anh để được không, anh mở nắp vậy nè. Mở nắp trong, nếu trong bao lâu? Bây giờ trong 15 phút gì đó. Rồi nếu mà nó có bào tử thì rớt vô, nghĩa là tủ anh không an toàn để làm việc. Nó bị nhiễm nấm hoặc là vi khuẩn. Rồi có chị là được rồi. Để không đẩy là bây giờ cái nắp của mình bị ấy như vậy là mình gom ra mình bỏ đi. Tại vì mình bóc tay mình nhìn nó dơ rồi để lên là bị gây nhiễm lại. Rồi. Rồi chúng ta cũng không nên lo lắng quá ha. Chúng ta làm về để diệt bớt bề mặt thôi. Thật ra chúng ta, nhưng mà làm hạn chế, thứ nhất là cái đây là cái luồng gió vô trùng đổ ra, thứ hai là mình kết hợp thêm cái ngọn đèn còn, nó có hơi nóng nữa. Nên ở nó con nào rớt xuống, rớt chỗ này là nó đốt luôn. Nên là mọi thứ mình hạn chế, ví dụ đây là mình cần vô trùng thì mình hai bàn tay lúc nào mình cũng muốn nằm phía cuối nguồn của nó. Tại đầu nguồn là nó vô trùng, hoặc là cái nguồn lửa đốt. Nên mình đem cái tay mình lên đây chẳng khác nào mình gieo rắc cái nguồn nhiễm vô trong cái mẫu của mình đúng không? Cái này hả? Cái này để mẫu không? Trước tiên là để tôi làm nhanh rồi ưu tiên hết, rồi hồi mình vô mình rửa sao ha. Chứ ví dụ về lúc nào tôi cũng cầm cái này đưa vô môi trường này nè. Đưa hướng vào phía trong. Rồi ha, đậy lại, không vấn đề gì hết đó, đậy lại, hơi nóng đậy lại, rồi tiếp tục, rồi ha, ví dụ đây, đốt là đốt cái khu vực mà nó tiếp xúc, rồi về qua, lúc nào cũng vậy ha, ngón tay mình là hạn chế, khi mà mình làm quen rồi mình tự tin, mình không có vấn đề đâu phải sợ hết. Rồi, đậy lại. Để cái dây này qua đây. Rồi, bị hết ha. Đó, hôm nay làm trong này tôi rất là thoải mái, không có vấn đề sợ. Tại vì tôi biết cái nguồn nhiễm của tôi là nằm phía sau này. Và tôi rất tự tin để tôi làm cái việc này, không có gì lo hết. Còn có người lộng cộng cái chuyển tới chuyển lui rồi lúc trước lúc sau không biết gì hết. Tại cái nước Sa Pê nó có tác dụng sát trùng nên mình nó chảy nó dính miệng vậy không sao, là có tác dụng sát trùng cái miệng luôn. Còn ai muốn mười mình sạch sẽ thì lấy Sa Pê tắm vô là nó diệt khuẩn da của mình tuyệt vời luôn. Thế tiếp xúc tối đa ha, cái này đụng cái này hoặc là cái miệng của cái chai này đụng vô miệng chai này. Mình là phải khi mà làm trong này là phải bị nhiễm cái bị nhiễm cái chứng gọi là sợ vi trùng. Có cái ông kia là ông không nắm tay bắt tay hết, lúc nào cũng đeo găng tay, ông bị cái chứng hội chứng sợ vi trùng.